Và chào mừng đã quay trở lại với channel của mình là BillSugi đây. Và chào mừng đã quay trở lại với cái series mà BillSugi chơi đấu trường lý 44 này nè mọi. Thì tiếp tục trở lại với những giai đoạn mà mình muốn gửi tới tất cả anh em nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng anh em thực hiện một thử thách mà cũng khá là nhiều anh em đặt ra cho mình. Đó chính là một con tướng nào mà đó gọi là song đấu nhân tạo đi. Thì thật sự là con tướng mà mình có thể nghĩ tới mà kết hợp với song đấu mà cũng như là ổn định nhất và ok nhất anh em ơi, là chính là con Warwick nha. Đây là một con tướng mà có thể là vừa kết hợp như là song đấu nè, thứ hai là trong những con mà song đấu nè mọi, có tận là 2-3 con gọi là có thánh thần à. Mình bỏ thêm con Warwick vào nữa là mình vừa kích được song đấu đúng không, mình vừa kích được thánh thần luôn, nó gọi là rất là mạnh. Và nếu như anh em chưa biết thì phiên bản sau nha, nó sẽ kiểu như là thánh thần được búp lên một phiên bản mới gọi là nâng cấp luôn anh em ơi, rất là mạnh. Đây thì đội hình của mình tạm thời là cũng gọi là khá là ok anh em ơi, 6 song đấu cuồng giáo với lại là hộ pháp. Thì từ đầu đến giờ thì mình vẫn chưa kiếm được ra con Warwick anh em à, nên tạm thời là chơi Revenge bỏ vào kích cái hộ pháp cái cho nó đếp máu á, tí vào lay mình roll Warwick sau nha. Mong là trận này không ai giành. Thì nếu như mà anh em nào mà có ý tưởng gì hay hoặc là thử thách nào mà muốn đặt ra cho mình đó thì cứ bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ cố gắng mình thực hiện từng cái từ cái dễ nhất đến cái khó nhất nha anh em ơi. Thử thách đồ dị nè, thử thách tướng 5 đồng 3 sao nè, hay là thử thách mấy cái em nào mà anh em nghĩ ra mà muốn mình thực hiện á, mà mình có thể làm được nha anh em ơi. Thì cứ bình luận ở phía dưới nha, mình sẽ cố gắng mình làm nha. À, ông này main thằng tài à, chơi 5 thằng tài rồi mà Ron hình như vẫn chưa ra thằng tài tinh anh, hơi xui. Mình đang chết xem thử ai chơi nè. Thì cũng có nhiều người bảo là mình làm Ast song đấu nè, rồi Zin song đấu nè anh ơi, rồi Warwick song đấu nè. Thì mỗi con thì nó đều mỗi có một cái điểm mạnh riêng với lại là Zed song đấu nè anh ơi. Thì con nào tí nữa mình lên level 8 á thì mình sẽ xét xem thử là có ai giành tướng mình hay không. Tại vì Zin rồi mấy con Warwick các kiểu thì bị giành cũng khá là nhiều nè mà, nên mình cũng đang khá là phân vân không biết nên làm con nào trước đây. Tại vì nếu như anh em chưa biết á, thì nếu mà chơi Zin song đấu á thì nó sẽ có một cái lượng tốc đánh gọi là tăng vĩnh viễn luôn á, tăng hoài. Nó nói là cộng dồn tầm 8 lần là hết nóc đúng không. Nhưng mà con Zin song đấu thì anh em nghĩ đi, một ván nó bắn được mấy lần cái viên đạn thứ 4 đâu. Nên thật sự là đối với con Zin nếu như mà theo song đấu như anh em ơi thì tốc đánh nó cộng gọi là vô hạn đó. Và anh em đã biết rồi đó, Zin là tốc đánh càng nhiều thì cứ gọi là nó cộng vô hết cái đàm anh em, cứ gọi là bá đạo bá cháy luôn á. Ok, nhưng mà ngày hôm nay coi thử là có ai giành nó của mình không nha. Tại vì mình cũng đang khá là phân vân giữa việc làm Zin song đấu với lại là Warwick đây anh em ơi. Zin song đấu thì mình cũng có thể kết hợp với cuồng giáo được nè, xong rồi hộ pháp các kiểu khá là ngon anh em ơi. Xong rồi thêm song đấu nó bắn nhanh có đam các kiểu nữa. Còn Warwick thì mình sẽ kết hợp được thánh thần với lại là mình đã ghép sẵn một cái khăn luôn rồi đó. Tại vì cái meta này mình đã nhắc lại rất là nhiều lần rồi, đó chính là những con chủ lực mà carry đều cần khăn giải thuật nha. Tại vì một cái khăn này là nó khắc chế là hầu hết tất cả các tướng mà nó có thể mà khống chế cái con ADC của anh em á. Với lại là cái khăn này lúc mà đầu mùa 4 anh em ơi nó xuất hiện thì đã được buff khá là nhiều với cái khả năng là né nè, xong một cái khả năng mà chống lốc rồi chống CC á được buff lên thời gian chống chịu anh em ơi, nó cũng gọi là hot meta đó. Nên mình đã có nhắc rất là nhiều lần là những con ADC carry thì nên có một cái khăn này là món bắt buộc nha, hoặc là những con carry khác cũng được. Revenge song đấu này anh em thấy chọt nha không, nhưng mà đam thì yếu rồi. Đồ của Revenge này tí nữa mình bán xong mình cho con Warwick là đẹp nha nó bơi. Nhưng mà cái giáp lửa thì tí nữa mình sẽ cho một con khác như là con sinh dao hay là con song đấu nào đó như là Lee Sin thì cũng được anh em à. Xong một cái món thứ ba của con Warwick đó thì mình sẽ ghép cho nó một cái cuồng đao hoặc là một cái đạo bát nha, thì sẽ tùy vào thôi. Mà mình nếu mà được thì mình sẽ cố gắng mình ghép cái cuồng đao, là vì có một cái khăn rồi, có khăn rồi thì chúng ta cứ để lên cho nó đánh thôi, không cần đạo bát cho lắm. Warwick cầm đại lưng à không ngon nha, cái này thì chắc là lấy cái đồ nào cho nó hợp lý một tí thôi anh em ơi. Mình đang xếp ở thứ ba nên không lựa đồ được rồi, còn đồ gì thì mình lấy cái đồ đó thôi. Ok, và nếu như mình thấy hay thì hãy đừng quên để làm like ủng hộ mình nha, bấm đăng ký kênh cũng như là bấm cái chuông để nhận thông báo mới nhất về những video mình đăng trên kênh hàng ngày nhé anh em ơi. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Cái này chắc lấy gậy hay là găng nhờ, hay là giáp lưới ta, thôi lấy găng đi anh em ơi. Lấy găng là tí nữa chúng ta sẽ có khá là nhiều lựa chọn để ghép đồ. Với lại là cái trận này mình thấy khá là nhiều chơi đam nè, lấy găng để tăng tỷ lệ né cũng gọi là ok thôi. Trận này anh em chơi sát thủ nhiều thế nhờ. Anh em nào muốn mình làm cái gì thì cứ bình luận ở phía dưới nha. Cảm ơn anh em nhiều nha, mình sẽ cố gắng mình thực hiện nha. Rồi
lúc đầu game tầm level 5 anh em ơi, thì mình roll được con sinh giao hay là level 6 gì đó mình cũng không nhớ rõ nữa. Level 5 level 6 rồi đó thì mình roll được con sinh giao tinh anh xong đấu này nên mình chơi luôn. Rồi sinh giao xong đấu thì tí nữa vào lay thì mình có tỷ lệ lên được xong đấu 8 anh em ơi thì nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Lúc đầu game mình không có định chơi tại vì nó rớt thì vàng khá là trễ. Xong một cái thì vàng thì mình ghét xong đấu mình chơi luôn. Nên lúc đầu game mình không có bích con Yasuo này mà nên cũng như là đang thiếu xong đấu một con nè. Nếu mà muốn lên 8 xong đấu á, thì chúng ta phải có một xong đấu nhân tạo với lại là một xong đấu tinh anh, xong rồi lên level 8, xong rồi có đủ Yasuo 1 tiền 2 tiền các kiểu á, thì mới lên đủ nha. Còn bây giờ thì không có Yasuo thì hơi căng này. Mà tí nữa mình cố gắng mình roll level 8 level 9 gì đó. Xem thử nó ra không. Xong đấu thì có con Jax nè, có con Lee Sin nè, bỏ vào là sẽ có hai thánh thần này nè mọi. Xong một tí nữa là level 8 level 9 nhá thì mình sẽ kẹp thêm con Yre nữa, xong rồi con Zone là mình sẽ có đại sư với lại là thánh thần luôn, là ba thánh thần nha. Xong rồi có thêm con Warwick nữa, đó là mắc binh, bỏ thêm một cái nữa là bốn thánh thần. Xong rồi 8 xong đấu nếu như có thể được nha là đẹp nhất rồi đó. Còn bây giờ thì đội hình này đép máu gọi là ok nha anh em ơi. Đang có một slot mà không biết bỏ nào vào đây, Riven hay là Evelynn ta? Mình nghĩ là Riven đi. Riven có thêm cái bút hộ giáp thì nó bút giáp cũng gọi là khá là ok rồi. Hôm nay Kata đồ đẹp thế nhờ, nhưng mà hơi thọt. Kata sắp lên 3 sao rồi kìa, Akali cũng vậy. Ủa nó xoáy kìa. Ủa xoáy một phát tên mình bốc hơi hết luôn ạ. Chịu đấy. Ok, thu 3 con à, cũng được rồi em. Máu của mình còn cũng gọi là tương đối đó, không có ít lắm đâu. Tầm ra 4 đầu năm này mà máu gì là ổn đó anh em ơi. Ok, mình nghĩ là mình sẽ chơi. Ui, Lee Sin dắt. Ngon, Yre luôn nè, ngon rồi nè. Rồi bỏ tạm thời như vậy là đẹp nè. Xong rồi kiếm thêm con ấy nữa, Warwick. Bỏ Revenge ra là đẹp nha anh em. Là có 4 thánh thần luôn. Lee Sin này nếu như anh em chưa biết đó nha, thì trong phiên bản anh em đang chơi nè, đã được búp về cái lượng mana mà nó sạch skill anh em ơi. Hồi trước là 50, xong rồi sau phiên bản này là còn 40, là tương đương với việc anh em chỉ cần chơi xong đấu xong rồi cho thêm con Lee Sin có blue á là nó đá rồi liên tục luôn nha anh em ơi. Đá liên tục luôn á chứ không phải là chậm đâu anh em ơi. Liên tục khi mà kết hợp với xong đấu nó đánh cực kỳ nhanh, tích mana lên phải gọi là như hắc luôn ạ. Revenge 2 sao à, chưa có Warwick thì cho em nó lên thôi, tại vì bây giờ bỏ vào thì bán thì cũng chỉ có tốn một tiền thôi anh em ơi, lỗ một tiền thôi. Kalista này vẫn chưa thấy Warwick đâu cả anh em ơi, muốn lấy là bỏ vào kích cái hệ cái thay tên một cái mà không có đâu ạ. Cái này bỏ vào thì vẫn có cuồng giáo là cũng khá là ngon. Kalista bỏ vào cũng có cuồng giáo anh em ơi, nhưng mà mới có 7 xong đấu à. Bây giờ thiếu Yasuo nè, giờ kiếm đâu rang Yasuo mới tài nè. Cái này ghép đồ cho Lee Sin luôn đi. Cuồng đao này tí nữa mình sẽ cho con Warwick nha, còn một cái giáp lửa thì cho Xin Yao hay là cho Lee Sin cũng được đó. Xong đấu mình đều có đủ nè, giờ thiếu mỗi Yasuo thôi với lại Lee Sin thôi em ơi, là let's go. Revenge 2 sao xong đấu chọn mắt nhanh nè. Người ta lấy Revenge làm đâm chính là vì skill với lại tạo giáp và u hồn nó mạnh đó, còn mình là chơi là kiểu như là lấy tốc đánh là bù đam luôn. Dùng skill không mạnh thì chúng ta chọt thôi, chọt nhiều lần thì mưa dần thấm lâu nó cũng thốn đó em ơi. Ui ông kia một máu kìa, kinh thế hơn thế nhờ. Warwick đây rồi, có Yre 2 sao luôn em ơi, bán luôn nha cho nó máu đi. Này thì mình đang phân vong một tí cho nên giữ cuồng giáo lại không đây. Mình giữ cuồng giáo lại là lúc nãy có cái con hộ pháp đó anh em ơi, bây giờ thì không có, chắc đổi thôi. Mà bây giờ đổi thì mình vẫn chưa có cái con Yasuo ở đâu nè, tại vì bây giờ muốn 8 xong đấu là phải có Yasuo anh em. Và tạm thời là như vậy đi, mặc dù hơi dương bi kia một tí. Giờ ráng kiếm lại con Zone hay là con Sen, bỏ vào kích búp đại sư hoặc là đấu sĩ có con Set á thì cũng khá là ngon nha. Hôm nay Jin 3 sao luôn à, Warwick cào đúng nhanh luôn anh em ơi, nhưng mà một sao thì không có đam. Bởi vì mình chết sơ qua rồi thì không có ai giành Warwick của mình nha anh em ơi. Nếu mà có thì chỉ có ông đấu sĩ phía dưới thôi là giành thôi anh em ơi. Nếu mà có là chỉ có một ông giành thôi. Nên cái trận này tỷ lệ là Warwick 3 sao khá là cao, đã tí nữa mình chết lại thêm lần nữa coi thử có ai giành không nè. Ông này thiện xạ chiến tướng à, đội hình cũng chiến báo đấy, đội hình chiến báo đấy, level 8 rồi.
đội hình full các kiểu luôn rồi, 3 sao. Kane à, không còn cho lắm anh em ơi. Seth, Zone, có kẻ Sen luôn, có kẻ Warwick luôn anh em ơi. Jack 2 sao, let's go. Đang roll nốt không Warwick 2 sao anh em ơi, cho nó cào cho nó lực tí. Sinh giao nè, mình nuôi sinh giao 3 nha, tại vì sinh giao có tinh anh anh em ơi. Nó cũng gọi là khá là nhiều đam. Cái này thì chắc là không cần con xé rồi, tại vì mình roll nó được con Zone anh em ơi. Đây, cái này là đẹp nhất nha. Xong đấu, ba đại sư thánh thần. Giờ thiếu mỏn Yasuo thôi nè, thiếu mỏn Yasuo thôi anh em ơi. Mình tích lại con Fiora rồi. Gặp ngay top 1 thắng nổ không ta. Anh em xem Warwick nó cào nè, anh em xem nè. Đó, cào lực cái bộ, đấy, đấy. Cào mắc lực luôn á, thề, nhưng mà nó còn một sao nó yếu á. Ừ, nó đá được Nili ra rồi mà nó vẫn chưa máu rồi anh em ơi. Game lỗi à. Ok. Cái này là cái gì nhỉ? Ui, blue kìa anh em ơi. Blue là đẹp nhất nè. Blue cho mà listen full đồ rồi. Listen full đồ nhưng mà listen chưa 2 sao nhưng mà blue cũng đẹp nha anh em ơi. Blue cho Zone cũng được hay là quỷ thư cũng khá là ngon. Gẻ lóc bây giờ thì chưa cần lắm không? Blue đi, mất quỷ thư rồi. Mất quỷ thư thì lấy blue thôi. Mình đang có kế hoạch như này là tí nữa mình roll được con listen 2 sao á thì mình trước khi mình nâng lên được 2 sao á thì mình sẽ ghép cái blue này cho con listen ở phía dưới. Đấy, xong rồi đưa tất cả listen lên cái hàng chờ á. Nó ghép hơn xui ra, nếu mà dính vô blue thì ngon, còn không dính thì xui ra năm ơi. Không dính thì mình cho con Zone. Zone này cũng rất là cần blue nha, khi mà nó combo thì rất ít tốn mana khi mà nó đã xài xong cái chiêu cuối á. Đang roll nốt con quýt 2 sao nè. Xin giao sắp 3 tới nơi rồi. Có lại là mình cần roll đội hình của mình full được 2 sao đã. Đang khá là yếu. Xin giao 3 các kiểu nè. Mình roll chết sơ qua thì có một người dành Warwick của mình nè. Mà có một con 1 sao thôi anh em ơi. Xin giao sắp 3 sao nè. Lee Sin. Xin giao 3 sao. Ok, let's go luôn. Kalista 2 sao. Ổn áp. Vẫn chưa thấy Warwick 2 sao nữa mà. Vẫn chưa thấy đâu cả. Mặc dù là roll lòi é luôn. Ron phải gọi là 3-4 ra liên tục mấy chục đồng đó anh em ơi, mà vẫn chưa thấy đâu cả. Ui, Warwick nó cào kìa anh em. Ui, xem kìa anh em, nghe thằng nghiện luôn, anh em xem kìa. What the fuck à. Cào như hack speed luôn. Nếu như anh em chưa biết thì skill con Warwick này á là nó sẽ tăng tốc đánh nè, tăng đam nè, xong rồi sẽ hỗn sợ đối phương á. Mà cấp sao càng cao thì tốc độ đánh nó tăng càng nhiều nha. Kết hợp với xong đấu như này nữa thì tích cộng dồn được 8 lần. Và mỗi lần cộng dồn là tăng hình như mình nhớ không nhầm là gần 10% tốc đánh. Thì nó cứ cộng dồn mãi nên em ơi. Ơ what the fuck, cái ông này chơi thần tàu mà dành 4 con Warwick của mình nữa. Đùa hay không vậy? Rí. Ông này chơi Ash xong đấu luôn rồi mà. Cái gì đó trời. Đùa thật vậy em ơi. Ông chơi thần tài mà dành 4 con Warwick của mình nữa. Xong rồi thêm cái ông kia chơi đấu sĩ dành con Warwick của mình nữa là đang có tận là ông kia 4 con, kia 1 con là 5 con, mình 2 con đó là 7 con rồi. Mà tướng 4 tiền là có 12 con à, mà mất 7 con rồi thì trận này khá là khó lên được 3 sao nha. Nhưng mà anh em xem kìa, Warwick nó kèo rồi anh em. Có kèo anh em. Ui, sao nó kèo rồi anh em. Như hắc luôn à, ui. Warwick 1 sao á. Nó kèo mặc dù có hơi yếu nhưng mà kinh thật. Tăng tốc đánh rồi, xong rồi tăng hút máu rồi, xong rồi thời gian hỗn sợ nữa, kinh thật. Cấp sao càng cao thì cái tỷ lệ tốc đánh và hút máu nó tăng càng nhiều. Nãy mình đọc không nhầm thì hình như là 3 sao là tỷ lệ hút máu của nó là 500% mà. Con lệnh gọi tin. 500% tỷ lệ hút máu à. Ủa cái gì đây? Really? Nó ra cho một cái sông đấu tinh anh, nó ra cho mình một cái sông đấu nhân tạo luôn nè anh em ơi. Bây giờ thì mình không cần Yasuo nữa luôn á. Nhưng mà vẫn phải cần nha, tại vì mình cần nó được kích hoạt cái hệ độc hành hai cái cho con Zone này. Mà Riot nó cũng kỳ anh em ơi, độc hành mà còn hai đứa nữa. Độc hành hai đứa. Logic ở đâu? Nhưng mà được cái là độc hành cái hệ này tăng tỷ lệ hút máu lên cũng khá là mạnh, nhưng mình nhớ không nhầm là 80% cho cái hệ độc hành này. Mà chỉ hệ độc hành mới nhận được thôi. Mình roll nốt Warwick 2 sao anh em ơi. Zone này.
Bộ quýt 2 sao đâu bạn ơi, trời ơi. Còn 4 năm qua quýt luôn mà, rồi không ra. Ơ kỳ thế nhờ. What the fuck. Rally, uầy, bay con Eri. Không ra một con qua quýt luôn em mà. Ba con Eri mà không ra một con qua quýt 2 sao. Tấu hài thật sự. Hôm nay là chính cho ông này dành 4 con quýt của mình à. Cho ông đi trước đây. Ui, quýt nó kèo qua đây mà. Nhìn kìa. Như thế này. Bây giờ thì mình có hai sự lựa chọn nha. Một á, là giữ ba đại sư với lại con sen tăng. Còn hai á, là mình bỏ con sen ra đúng không? Xong rồi mình bỏ con phiêu ra vào. Xong rồi mình kích cái búp song đấu cho con Irelia. Là mình sẽ có 8 song đấu, 2 đại sư, 4 thánh thần. Nhưng mà mình sẽ mất con sen này tăng khá là ghê. Zone 2 sao nè. Zone 2 sao thì thôi mình nghĩ là cho nó blue luôn đi nè boy. Đợi Lee Sin lên 2 sao khá là lâu. Cái đậu xanh nó roll Covid không lên được 2 sao luôn nè mà. Cái này bỏ vào là mình sẽ được 8 song đấu nè. Nhưng mà mình sẽ mất đại sư với lại là nhận dễ đó boy. Con sen này tăng cũng khá là ok. Nhưng mà thôi, lỡ ghép cho Yurei rồi thì bán con sen thôi. Lên level 9 thì mình vẫn xài được á nè boy. Lên level 9 thì mình bỏ sen vào xài vẫn được á. Mặc dù là có Yasuo rồi nhưng mà bây giờ thì cũng không cần lắm á nè mà. Thiệt luôn. Trời ơi, tên của mình kìa. Trời ơi, nó kèo, nó đấm. Nó chém, nó quăng. Nó chém lột kìa nè boy. Ai mà chịu nổi này, tóc đánh nó cứ gọi là tăng là vô hạn à. Ông này đi luôn đi, ông này đi luôn đi, ông này đi luôn, đi luôn. Nice sir. Let's go baby. Ông này đừng có đi nha. Ông này thì đừng đi. Ngon rồi em ơi, hết người dành qua quýt rồi. Hết người dành qua quýt rồi. Giờ tỷ lệ lên được rất là cao rồi nha. Roll phát nè, lên được ông này. Không có người dành nè, không có người dành nè. Ok. Lên ông em. Không có. Có luôn, let's go qua quýt 2 sao. Giờ lên được qua quýt 3 sao thì cứ gọi là một cái kỳ tích thôi anh em ơi. Mình nghĩ là một cái kỳ tích luôn á. Lên được cũng gọi là một cái kỳ tích đó. Một con nè. Quá, bán bớt đi. Cái này bán bớt luôn đi, không có xài kịp đâu anh em ơi. Cái này bỏ Yasuo vào thì mình sẽ có hệ độc hành 2. Bỏ Phil ra thì mình sẽ có hệ khai sáng. Thôi tí nữa chắc là thay con Yasuo vào đi anh em ơi. Mình nghĩ là ghê, Yasuo là đẹp nhất rồi. Yasuo lấy cái hệ độc hành cho con này là đẹp nhất rồi. Ủa, quýt nó kèo quên em, what the fuck luôn. Ui, 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 ui. Wow, 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 wow. Người ta gọi đây là chó điên đó. Đúng kiểu chó điên luôn à, nó kèo. Hắc Spit, kèo như thằng nghiện. 72 máu à, được rồi. Cái này là cái gì nhờ. Hết đồ lẻ đó mà, chắc lấy đồ cho Zone thôi. Cái này chắc lấy cho Zone găng đi anh em. Hết đồ lẻ rồi, đồ lẻ đi. Còn cung gỗ thì mình lấy thêm cái thì vàng nữa là 10 song đấu rồi anh em. Bây giờ nếu mình có một cái song đấu nhân tạo nữa là mình lên level 9 mình bỏ vào là 10 song đấu luôn anh em à. Thiệt luôn á, 10 song đấu luôn á. Kinh khủng. Rồi không ra con quýt nữa anh em ơi. Ra tướng 4 tiền đây rồi. 5 con, 5 con. Không ra nữa à. Rồi xương xương thôi. Rồi hết tiền lãi đó anh em ơi. Xong rồi tí sau có tiền lãi mình roll tiếp thôi. Tại vì hôm nay 72 máu còn khá là nhiều. Cái trận này thì mình sẽ cố gắng mình lên được quýt 3 sao nha. Anh em xem quýt nó cào nè. Anh em xem nè. Anh em xem nè. Anh em xem nè. Anh em xem kìa. Ôi. Chết điên. Chết điên quýt. Chết điên quýt. Nó cào thì thôi rồi luôn. À hú luôn. Cào xong rồi hú quá. Lực. Bắt lực. Ron. Ron. Ron không ra. Không ra. Không ra. Không ra luôn. Không ra luôn. Ron hình như mình nhớ không nhầm là từ hơn 65 đồng đúng không? Ron còn 49 đồng là trời ơi. Còn tiếp nè anh em, khô máu luôn mà. Lee Sin 2 sao, cuối cùng cũng lên được Lee Sin 2 sao ạ. Roll gần 30 đồng nha anh em ơi, roll gần 30 đồng.
không ra nổi một con Warwick nữa, tỷ lệ cũng hơi thấp rồi đó. Kèo đi em ơi, kèo đi em ơi. Nó kèo rồi anh em. Ơ à! Vãi lìn, đừng thua luôn nha. Ui bà máu, what the fuck, cái con Nili kia, cái con Nili kia anh em ơi, quăng phát út bay màu luôn á. Vãi sò thiệt, Nili bay sao nó cầm cái găng, tự nhiên út cái phe đó nó chạy xuống góc máy anh em ơi, Nili nó quăng phát chết luôn á. À, 6 thiên xạ, 6 chiến tướng à. Ồ Nili và Timo Jin nó bắn nó nảy thì thôi rồi, chắc u đầu quá, 6 thiên xạ 6 chiến tướng à, đồ hình chiến báo thế. Đội hình chiến báo thế bạn ơi. Chắc tính là mình phải stop góc và đáng này lì quá anh em ơi. Stop góc đáng này lì quá. Ok, phải là quả này phải roll roll khô 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 máu nè, không lên được là chịu đó. Không lên được thì chịu đấy. Đây rồi. Một con nữa. Đây rồi. Warwick 3 sao xong đấu, tuyệt vời, 8 xong đấu luôn nè anh em ơi. Cái này thì ai cản nó, cái này thì thu hộ cái luôn, mình thề với anh em thu hộ cái luôn. Sao thu được. Đây xếp tem lại nha, xếp lại cho nó đá mấy Lee Sin. Lee Sin nó đá trúng Nili với lại là Sonne nó anti đẹp đẹp tí. Warwick nó kèo nữa là binh. Kèo nè, anh xem nè, anh xem nè, anh xem nè, anh xem nè. Kèo à, nó kèo à. Ui ôi, ui ôi, ui ôi, ui ôi. Cào thì thôi rồi luôn, không để đang bố con nào luôn anh em ơi. Đây rồi, vụ bích xong đấu. Anh em nào mà có ý tưởng gì hoặc là thử thách nào mà muốn đặt ra cho mình, mà muốn mình làm như anh em ơi, thì cứ bình luận ở phía dưới nha, mình sẽ cố gắng mình thực hiện nha. Ý tưởng gì cũng được cả, anh em cứ bình luận đi, mình cảm thấy mình làm được là mình làm ngay luôn giúp cho anh em nha. Và anh em đã xem ở đây vào rồi thì đừng quên để làm like ủng hộ mình nha. Cảm ơn rất là nhiều, động lực rất là lớn đó anh em. Đổi góc một tí, đổi góc một tí. À, cũng đổi góc, cũng đổi góc. Nhưng mà đừng lo anh em ơi, Warwick của mình thì nó không bao giờ bị hất tung được cả. Nên nó cào này. Cào rồi anh em. Cào hết này đó anh khác. Chóc xương của mày luôn. Lợn này. Đi ly, đi ly này quăng tao nè. Ezzy nè. Ezzy nó đẩy ra cũng khá là khó chịu đó. May mà mình có cái khăn ở đây môi thôi là bị Ezzy nó đẩy ra liên tục, không được chơi game nha. Nên mình mới nói là trong cái meta hiện tại là mấy con chủ lực là rất là cần khăn. Em thấy không, team bạn khống chế với lại là mù khá là nhiều. Warwick của mình mà không có khăn là chết luôn á. Cái này mình bán này là được 48 đồng, nâng lên được level 9 luôn anh em ơi. Ơ mà không đủ tiền nó mua sen. Không đủ tiền nó mua sen. À, cái điều này mình chưa tính tới anh em ơi. Ok, để Hang Jesus đi. Đủ tiền nó nâng cấp thôi chứ không đủ tiền nó mua xe nên em à. Phải đái này. Ok, không sao, vậy đủ rồi. Là cũng là ngon rồi. Kèo đi em ơi. Kèo đi em ơi. Úi xòi. Úi xòi. Game này dễ luôn. Ok, và di tất cả anh em nha. Và tạm biệt em. Hẹn gặp lại install nha. Hãy chắc là nhớ like và share của mình nhé. Bye bye.